tiên lang sự tích nữ trung cam. Nổi tiếng anh linh Chúa Bát Ngàn, rừng nước ba năm chiều trưng nữ cứu dân thoát khỏi lầm tham. Đất nước 4.000 năm lịch sử biết bao trang, liệt nữ anh hùng đôi vai nghĩa nước tình chồng. Năm 43 kỷ nguyên thứ nhất Đông Hán sang cướp nước ta tội rời đất không ra sát lê không cướp phù biết bao nhà ngày đêm mong mỏi ai người lo đánh nghi đuổi tu chung chẳng vượt đâu đất ấy vua hồng. Quỳnh giáo hoa nở ông bà hoàng rồi năm mong tháng lại tính qua đặt tên con gái
mây xanh da ngọc mi mũi hồng mày ngài mắt vườn đường ông ánh hoa ta tuyết rằng
xanh sang, nhưng lòng thanh bạch quyết không làm điều được công ý ưng cho làm dễ chọn ngày lành làm lễ kết hôn tổ tình không sẵn có lòng tham đi tao tù khát nước muốn có rồng chừng
quất ba đạo bay đồng nghi thuốc nướng thời đại tướng tiến phong gia quân sấm đồng khí hùng nghi dẹp mê tan giặc dữ sắc phong nghi bát mấy nàn thân đào tự sát gốc không kia ghi tả
nàn đánh đổi danh tháng 37. Tháng 3 ngày 17 năm dần về. Vì ai nên nỗi phải đeo bông, một bức thư tiên dài kiếm có đâu về phận gái. Thương thường nở nước với thù đào tay phất tráng quân tử, mà vẫn chưa trao phần nữ. Nhớ đến giang sơn mà ngoảnh mặt đời xưa, bồ lào lắm anh để rồi gác mài thành phong, cũng vì nói giống lạc hồng vua quê hương nghi ngao ngàn. Nữ anh hùng ngài quyết na chí sinh, nhớ vua rồi lại thương ta có tranh giành của Trấn Nam Thiên Ni, hải hà trung tu khách ma hồng, kia chí trượng phu sớm xanh ra cảnh lắm.
cảnh lao bồ. Dòng hào phú lên sân lâm bảo hộ để an dân qua trời đỉnh núi non thần nhìn xem phong cảnh mỗi phần thanh tân. Bắt cầu ai ngờ
bất nghĩa chàng tố tham hồng ham sắc nó còn nhu vào tàn. Hồng ham sắc nó còn hư mô bảo tàn. Nhà họ vui mắc oan vì thế đức vụ ông nghi nhạc tế tình không tấm lòng chỉ biết hôn cần để hai hàng châu lệ đầm đầm. Cháy gan trên thời phụ sự cháy đàn để ngoài thời luyện tướng trong thời cao quân. Quan gì đã cam tất giả liều thì quân xâm lược đánh kẻ thù, hai nước hai dân đứng lên tập hợp nghĩa quân thù nhà nợ nước dẹp mà quân bao tàn. Khoái đồng xây điện lập đền nhớ ơn chầu bát thờ trên đất Nam thành khoái đồng dân chủ lập đền nhớ ơn chầu bát thờ trên đất Nam. Trong lúc dâng văn thì anh em cũng cáo có điều gì sai sót trách lệnh xin chư tiền thánh chư vị đồng đền chư vị đồng nhân đồng nhiệm.